Đài Loan mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam từ ngày 15 tháng 2. Trong giai đoạn này, người lao động phải được cách ly một người một phòng sau khi xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trước khi lên máy bay. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo từ ngày 15 tháng 2 tới, lao động Việt Nam có thể nhập cảnh Đài Loan. Như vậy, hiện có nhiều thị trường mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam. Riêng thị trường Nhật Bản, quốc gia thu hút hàng chục nghìn thực tập sinh Việt Nam mỗi năm, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức thời gian mở cửa tiếp nhận thực tập sinh trở lại. Việc các thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động chậm mở cửa tiếp nhận lao động khiến các công ty phái cử khó tuyển dụng thêm ứng viên để cung ứng cho công ty sử dụng lao động ở các nước tiếp nhận. Ngược lại, người lao động sẽ cân nhắc ý định xuất ngoại tìm việc. Nhà chức trách quản lý lao động ngoài nước lưu ý doanh nghiệp JN Dịch vụ cần phối hợp với bên tiếp nhận lao động để sắp xếp cho người lao động xuất cảnh. Cụ thể, dịch vụ cần có bản kiểm tra kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 của công ty xuất khẩu lao động nước ngoài được Cục Quản lý Lao động Ngoài nước xác nhận khi làm visa cho người lao động. Bản kiểm tra thể hiện các nội dung doanh nghiệp dịch vụ cam kết thực hiện theo phương án của Đài Loan. Nếu phát sinh tình trạng cùng thời điểm tại một cơ sở đào tạo của JN Dịch vụ phát hiện từ 2 trường hợp lao động trở lên dương tính với COVID-19, phía Đài Loan sẽ điều tra dịch tễ nghiêm túc, thận trọng và khoa học để xem JN Dịch vụ đó có thực hiện đúng theo bản kiểm tra đã được xác nhận hay không. Nếu thực hiện không đúng sẽ bị tạm dừng tiếp nhận lao động. Trong trường hợp này, JN cần cải thiện biện pháp phòng dịch, được cơ quan thẩm quyền sở tại xác nhận để được nối lại việc cung ứng lao động. Trong giai đoạn này, người lao động phải được cách ly một người một phòng sau khi xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trước khi lên máy bay. Giấy xét nghiệm PCR có hiệu lực trong 48 tiếng. Đối với chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của người lao động, Cục lưu ý thống nhất sử dụng chứng nhận trên phần mềm PCCOVID, bản tiếng Anh của Việt Nam, chụp trang có thông tin, họ tên người lao động, năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số mũi vaccine đã tiêm và trang có thông tin, họ tên người lao động, năm sinh, loại vaccine, ngày tiêm, nơi tiêm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.